Chào anh em, hôm nay mình review cho anh em xem một cái phôi sam hương Đài Loan, một cái phôi mini của anh Huỳnh Kim Sơn, làm quà đây. Quà này quà không đồng của anh Huỳnh Kim Sơn nhé. Thì do bận nhiều việc quá nên là mình không có thời gian để mình làm, nhưng mà cây này nó giá trị nó không lớn nhưng mà nó là quà kỷ niệm, cho nên là mình quyết định mình sẽ phải tạo ra một tác phẩm. Theo đúng đúng nghĩa của anh Sơn anh ấy nói nhá, thì đây là một cái phôi cành dâm thôi, không có giá trị lớn, nhưng mà đây là mình sẽ chia sẻ cho anh em xem. Mình có kiếm được một hòn đá rất là hợp, bây giờ mình sẽ review hướng dẫn anh em xem là tạo tác cái cây này như nào cho nó hợp lý nhá. Thì mình thấy là xem cái hướng nào nó hợp lý thì mình sẽ làm. Đây, mình sẽ cho cái nhánh này vào đây. Đây, không được, mình sẽ úp lại, úp lại cũng không xong. Mình sẽ quay ra chiều này, có vẻ ok. Thế bây giờ mình sẽ nguồn cái cành này nhé. Đấy, mình sẽ nguồn cái cành này vào đây. Cái ngọn nó chui trong là một cái nhánh này bên ngoài, thì nếu mà để như này mình sẽ cắt bớt đi những cái rễ này, nó không có vướng à, cắt những cái rễ đi. Úp vào đây, cắt những cái rễ con này đi. Tạo điều kiện cho nó thông thoáng cái bộ rễ. Cái dòng sao hương này nó phát triển dễ cũng nhanh thôi. Mình sẽ cố gắng mình chỉnh sửa cho nó gọn. Thế là để như này là hợp lý. Được. Cái phần ở bên trên này mình sẽ dùng cái dây chun này mình cố định lại cái nhánh nha, mình sẽ cố định lại nha.
nguồn gốc à. Sau đó đến cạnh bên này thì mình sẽ cố gắng ép cái rễ xuống, ép cái rễ xuống đây. Mình sẽ quấn vào này, có thể nhìn thấy này. Cái chân rễ này cô tạm như thế, các bạn cắt gọt bớt dễ đi. Để chúng ta đã có một cái chân dễ sang vương bông đá. Kiếm được một cái chậu, chậu này nó có vẻ sâu hơn, cái chậu này nó bé, nó to thì nó mỏng, chậu sâu lòng hơn. Mình sẽ cho cái tác phẩm sơn hương này vào. Như mình chia sẻ với các bạn đây là cây này giá trị nó không cao, nhưng mà nó không lớn, nhưng mà nó là đồ kỷ niệm. Cho nên mình sẽ cố gắng mình trồng cái cây này cho nó thật đẹp để cho nó anh em mà. Đây. Sau khi mình ghép vào cái tảng đá này thì nó như này. Một ít chất cho cát sơ dừa, mình sẽ kiếm một ít chất trồng như này, cát và sơ dừa như này. Chẳng này cái đường thân này, các bạn lấy cái sơ dừa các bạn ấn vào, cái bột sơ dừa vào để cho nó dựa.
chia sẻ một chút về cái phương pháp làm của mình. Đấy, các cái bột sơ dừa các bạn cho nước kích rễ và các bạn đắp nó vào như này để cho nó giữ vào. Sau khi các bạn giữ ẩm được cái thân rồi thì là chúng ta có được hai cái mầm nằm so le nhau. Mình rửa cái sản phẩm này nhá. Mình sẽ cho một ít keo sẹo vào những cái điểm nó bị giặt. Nói chung là mình đã tạo được một bonsai mini. Đấy. Và bây giờ mình để vào chỗ sâu. Mình sẽ dùng cái chất kích rễ này sẽ cho loãng, cho một ít nước vào cho nó loãng ra. Sau đó các bạn mắc lọ kích rễ này, các bạn tưới trực tiếp vào cái ngọn này. Đấy. Các bạn đổ trực tiếp từ trên ngọn đổ xuống nhé. Các bạn sẽ đổ trực tiếp như này. Rồi. Như vậy là mình đã review cho anh em. Đây là hai cây san hương. Một cây san hương này là của anh Huỳnh Kim Sơn, cây giống san hương Đài Loan. Đây là một cây sâm hương của Phan Dự. Đấy. Mình cho ôm cục đá AK. Chào anh em nhé.